nó nãy đi ở phía bên khúc bên kia, còn đây là cái đường đi ngược lại, nó cũng cùng một chung một đường à, nhưng mà do là chính giữa nó bị ngăn cách bởi một cái con kênh đó, nên nãy mình đi bên kia, bây giờ mình đi bên đây. Đây, ở đây là đường ụ cây, đường ụ cây nha, ở đây là đường ụ cây đó, đường khá hẹp, chưa kể là người ta dựng xe này kia cũng nhiều nữa, nên là cái đoạn đường nó đã hẹp rồi, bây giờ nó lại càng hẹp hơn. Đây là cái xóm ụ cây nha. Cái đoạn đường này là mình liên tưởng đến mấy cái đường mà mấy cái khu dân cư mà gần đường ray ngày xưa, đường ray xe lửa đó, nó cũng tựa tựa giống vậy nè. Trời đang nắng, chập đang chạy ngược nắng nữa. Có mấy bà cụ. Đây là nhà ở phía bên trong hẻm. Nhà ở đây chủ yếu là mấy ngôi nhà cấp 4. Tuy vậy mà cũng có được vài căn nhà lầu. Xa phía sau. Rồi ra tới ngoài đó là hết rồi nha. Ra ngoài đường đó là ra ngoài đường lộ rồi. Đó, mấy cái xóm này á, nhìn nó yên bình đó. Thôi thật là yên bình. Chim.